Xin kính chào các quý vị dân tộc thân mến và quý mến nhất của tôi, của chúng ta. Thì với cái phần thứ hai về cái chủ đề là tuyệt đối đừng tham muốn, tuyệt đối đừng tham muốn hoặc là tham lam đó, không? Thì tuyệt đối chúng ta đừng có tham muốn hoặc đừng có tham lam là cái chủ đề trong cái video ngày hôm nay, thì cũng là cái lệnh thứ 10 hoặc là theo như bọn họ nói á, thì là cái điều răn thứ 10. Thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ nói trong cái ngày hôm nay. Thì trước khi tôi sẽ bắt đầu với cái điều đó, thì tôi xin đọc vài cái đoạn từ trong quyển sách Kinh Thánh của chúng ta, và đó là trong cái quyển sách Matthew chương 5 đoạn 17. Đừng suy nghĩ là tôi đã đến để tiêu diệt hoặc là hủy hoại cái luật lệ hoặc các vị tiên tri. Tôi đến không để tiêu diệt hoặc hủy hoại hoặc chống đối, nhưng để thực hiện hoặc tuân theo hoặc làm theo nó, là cái luật lệ và tất cả các cái lệnh của Ngài, đúng không? Quý vị đã thấy rõ chưa? Ngài có bao giờ nói là quý vị chống đối những cái luật lệ hoặc cái lệnh của Ngài không? Chưa bao giờ Ngài nói như vậy nha. Và đặc biệt là cái lệnh để yêu thương như là vị hàng xóm của chúng ta, thì có nghĩa là sao? Thì là dân tộc của chúng ta, đúng không? Và những vị và cũng như vị ngoại tộc, đúng không? Nhưng mà trước tiên là phải yêu thương gia đình dân tộc của chúng ta trước, rồi sau đó thì chúng ta mới có thể có khả năng để yêu thương những vị ngoại tộc, biết không? Thì nói ý tôi muốn nói ở đây á, phải cẩn thận, đừng có làm một vị đạo đức giả dối, biết không? Và đó là cái điều mà tôi muốn nói là như vậy. Thì trong cái quyển sách Giang á, chương 8 đoạn 32 á, và quý vị nhất định biết cái sự thật, và cái sự thật nhất định làm quý vị tự do. Thì có nghĩa đó, thì cái sự thật của Chúa Cha sẽ cứu quý vị khỏi cái đau khổ, những cái đau khổ, không, hoặc là cái nô lệ của tội lỗi, không, những cái nô lệ của tội lỗi, không, nghèo nàn, bệnh tật, chết chóc, nô lệ, đàn áp, tào lao, ngu ngốc, bệnh hoạn, điên khùng, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ đó, đúng không? Và nói chung là những cái điều tồi tệ nhất, cực kỳ xấu nhất, đúng không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn muốn nêu ra trước, không? Là chia sẻ với quý vị trước khi chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề chính. Rồi còn một đoạn nữa, thì sau đó thì rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Thì trong cái đoạn trong quyển sách OC đó, chương 3 đoạn 6 đó. Dân tộc của tôi và của ta bị tiêu diệt và hủy hoại vì thiếu kiến thức hoặc vô ý thức đó, đúng không? Bởi vì họ hoặc quý vị đã từ chối kiến thức, phải không? Là cái kiến thức của Ngài đó. Ta hoặc tôi cũng sẽ từ chối quý vị hoặc họ. Họ hoặc quý vị sẽ không là những vị thực hiện thánh lễ gì đối với tôi hoặc với ta. Thì thấy quý vị hoặc họ đã quên đi những cái luật lệ của Chúa Cha giảng hè. Tôi cũng sẽ quên đi những các con của quý vị hoặc họ. Thấy chưa? Ở đó mà tào lao đi.
Mà thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề chính của chúng ta là tuyệt đối đừng tham muốn và tuyệt đối đừng có cái sự tham lam, biết không? Thì tôi xin đọc trong cái quyển sách Suốt Egypt Tô Ký, đúng không? Thì Suốt Egypt Tô Ký đó, chương 20 đoạn 17 này, chương 20 đoạn 17 nha. Quý vị tuyệt đối đừng có tham muốn hoặc tham lam, đúng không? Cái nhà của hàng xóm, quý vị tuyệt đối đừng có tham muốn vợ của hàng xóm, hoặc vị phục vụ nam của họ, hoặc vị phục vụ nữ của họ, hoặc con trâu của ông ta, hoặc con bò con của ông ta, hoặc bất cứ thứ gì mà là của hàng xóm của quý vị. Thì trong cái ngôn ngữ của chúng ta cũng có nói á, thì hedos là bido, gehesa gehe bihợ, đúng không? Gehesa gehe bihợ, biết mơ cái gì à? Quý vị thấy không? Chính cái trong cái tiếng nói của chúng ta cũng có cái danh ngôn văn minh và thông minh nhất của chúng ta, phải không? Cho nên đừng có lấy cớ là quý vị không hiểu cái điều này, phải không? Vì những cái chuyện này là cái chuyện hợp lý thôi mà. Thì cái điều mà đau buồn nhất á, tôi thấy á, và nhiều vị á, hay xưng mình là những con cái của Chúa Cha của chúng ta, nhưng mà khi Ngài đã xuống thế gian này á, thì không có ai bảo vệ Ngài, không có ai yêu thương Ngài, không có ai ghi là giúp đỡ Ngài, đúng không? Thì nói chung là những vị, không chỉ vì Ngài và những vị tiên tri của Ngài và những vị đàn ông mà Ngài đã chọn trong cái hành trình mà phục vụ Ngài, đúng không? Là giảng đạo, giảng tin mừng, giảng cái sự thật của Ngài, phải không? Thì tôi thấy cũng đau lòng vì vì chúng ta thường hay xưng mình là con cái của Chúa Cha, nhưng mà thực ra thì trong thực tế thì chúng ta không có cố gắng thực hiện cái luật lệ của Ngài và đặc biệt là 10 cái lệnh của Ngài, phải không? Và những cái gì mà những vị thật sự dạy cho quý vị, phải không? Cho chúng ta, phải không? Thì đặc biệt là những vị lãnh đạo, đúng không? Thì quý vị nói là ông cha hay mục sư gì đó, phải không? Nhưng mà tôi đau lòng là tôi không biết họ đã dạy cho quý vị cái gì, nhưng mà theo tôi thấy thì không có cái hậu quả gì hết á, kiểu cứ là không có cái kết quả tốt gì hết á, không? Nếu mà họ thực sự đã dạy cho quý vị cái điều gì đó tốt đẹp á, ngay thẳng á, trung thành á, và tràn đầy cái sự yêu thương của Chúa Cha, thì làm gì có cái chuyện mà chúng ta có một cái xã hội, đất nước hoặc là thế giới tào lao, ngu ngốc, biến hoàn, điên khùng, xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ, đúng không? Sẽ không có một cái thế giới như vậy đâu, sẽ không bao giờ có cái chuyện đó đâu. Nhưng mà chúng ta thật sự tuân theo hoặc làm theo những cái luật lệ của Ngài, phải không? Những 10 cái lệnh của Ngài, và đó là cái cách mà chúng ta thực sự yêu thương Ngài, phải không? Chứ không phải là chống đối những cái điều đó đâu, chứ không phải là chống đối cái đạo lý của Ngài, cái tin mừng của Ngài, cái sự thật của Ngài, đúng không? Những ai mà chống đối á, những vị đó không phải là con cái của Chúa Cha đâu, và đó là những vị con cái của ma quỷ thôi. Thì những ai mà thực sự yêu thương Chúa Cha á, là những vị đó là những vị giữ những cái luật lệ, 10 cái lệnh của Ngài, cái đạo lý của Ngài, cái sự thật của Ngài, và đặc biệt nhất á, là có cái sự yêu thương của Chúa Cha trong tấm lòng của họ, biết không? Đó, thì nói chung á, theo tôi nghĩ á, chúng ta, nhiều số chúng ta thì đã trở thành ngu ngốc hơn cái bọn Pharisee, Sadducee hoặc Subscribes ngày xưa, đúng không?
cứ xưng mình là có đạo lý của Chúa Cha, xưng mình có cái luật lệ này nọ, xưng mình là những vị có quyền này nọ không? Nhưng mà tại sao họ lại không thực hiện những cái điều hợp lý này, những cái điều có lý này, những cái điều tốt đẹp này, những cái điều ngay thẳng này, những cái điều trung thành này, những cái điều mà có những cái sự yêu thương của Chúa Cha này? Tại sao họ không có áp dụng những cái điều này qua cái quyền lực mà họ có, qua những cái sức lực mà họ có, qua những cái vị trí mà họ có? Tại sao họ không làm như vậy đi để giúp những vị ngoài kia có thể hiểu được cái sự yêu thương của Chúa Cha, phải không? Thay vì lạm dụng cái quyền lực của mình, thay vì lạm dụng cái vị trí của mình để mà hãm hại, giết hại hoặc là làm những cái điều tội lỗi với những vị ngoài kia vô tội, phải không? Và đặc biệt là những quý vị dân tộc của chúng ta, biết không? Quý vị thấy nó có hợp lý không? Thì tất nhiên Ngài phải đem cái sự phán xét và hình phạt và xét xử là đúng rồi, chứ sao nữa? Vì cái sự sáng tạo của Ngài là vĩ đại, tốt đẹp, tuyệt vời, và những cái từ ngữ tốt đẹp nhất mà quý vị có thể diễn tả được, đúng không? Nào thôi, chúng ta hãy bắt đầu với cái chuyện tiếp theo, với những cái điều tiếp theo hoặc là những cái đoạn tiếp theo. Thì ý tôi muốn nói đây á nữa là nếu mà cái lệnh nào mà nó vô lý á, thì đừng có tuân theo, biết không? Nếu mà cái lệnh nào mà nó vô lý á, thì tuyệt đối đừng có làm theo. Nếu mà đặc biệt là những cái điều gì đó mà những cái lệnh nào mà nó chống đối cái luật lệ của Chúa Cha, hoặc là nó chống đối 10 cái lệnh của Chúa Cha, thì tuyệt đối đừng có tham gia, thấy không? Nếu mà nó chống đối với cái đạo lý, cái luật lệ, phải không? Rồi cái tiêu chuẩn, cái trình độ hoặc là cái bằng cấp của Ngài, phải không? Thì như tôi đã nói á, thì cái sự thật của Chúa Cha, cái đạo lý của Chúa Cha, phải không? À, cái luật lệ của Chúa Cha, biết không? Thì đó là cái cách ngắn gọn là cái bằng cấp của Chúa Cha, phải không? Thì nếu mà nó chống đối với những cái điều đó, thì đặc biệt là cái 10 cái lệnh đó, thì tuyệt đối đừng có làm theo, đúng không? Nếu mà quý vị chống đối 10 cái lệnh đó, là quý vị sẽ phạm tội á với Chúa Cha của chúng ta đó, hiểu không? À, với lại nữa, cả đời quý vị đi học mà không bằng những gì tôi đã chia sẻ với quý vị trong vài phút thôi à, đúng không? Cho nên quý vị đã thấy rõ ràng cái sức mạnh của Chúa Cha của chúng ta qua cái thánh thần của Ngài chưa, đúng không? Cho nên quý vị đừng có đánh giá thấp cái sức mạnh của Chúa Cha, phải không? Ngài chỉ cần gửi Chúa Thánh Thần tới với quý vị qua cái đền thờ của quý vị thôi, là quý vị đủ đủ có cái kiến thức, cái sự hiểu biết, cái sự khôn ngoan, cái trình độ hoặc cái bằng cấp mà không có một vị đàn ông nào ở trên thế gian này có thể hơn được hết á, hoặc đặc biệt là bọn ngoại tộc kia sẽ không bao giờ hơn được chúng ta hết á, đúng không? Thì đó là một cái ví dụ cái sức mạnh của Chúa Cha của chúng ta, biết không? À, thì đó là cái điều mà tôi muốn nói. Thì bây giờ quý vị đã hiểu vì sao những cái bọn ngoại tộc kia hoặc những vị dân tộc các vị dân tộc của chúng ta, cùng dân tộc của chúng ta, một số bọn đạo đức giả dối á, còn những vị trong nhà thờ hay là này nọ vân vân á, hay là những cái bọn ngoại đạo, phải không? Thì biết vì sao bọn họ không dám mời tôi để giảng đạo trong cái nhà thờ của họ không? Hiểu không? Bây giờ quý vị hiểu vì sao bọn họ tuyệt đối không dám mời tôi đâu. Là vì sao? Vì tôi sẽ sỉ nhục và tiêu diệt họ với những cái sự thật của Chúa Cha, với những cái đạo lý của Chúa Cha, đúng không? Với những cái luật lệ của Chúa Cha, với cái sức mạnh yêu thương của Chúa Ta của Chúa Cha của chúng ta, biết không? Cho nên bọn họ không có dám làm như vậy đâu. Và đó là lý do tại sao bọn họ không dám đối mặt với tôi đâu, biết không?
Vì tôi có cái sự thật của chú cha, phải không? Nếu mà họ thực sự thay mặt hoặc đối diện cho đại diện cho thay mặt hoặc đại diện cho chú cha của chúng ta là anh bị hợm mơ, tôi vẫn là tôi á, hoặc là ngài vẫn là như vậy á, thì bọn họ đã mời một vị như tôi rồi, chẳng lẽ không, đúng không? Vì tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà, đúng cái đạo lý tin mừng thôi mà, đúng không? Cho nên bọn họ không dám làm không dám làm như vậy đâu, đúng không? À, thôi chúng ta hãy tiếp tục với cái phần sau đó. Thì đó là một cái ví dụ tôi muốn chia sẻ với quý vị. Thì trong cái quyển sách Roma đó, trong cái Roma chương 13 đoạn đoạn 9 á, thì cái phần này tôi đã chia sẻ rồi, nhưng mà tôi muốn lặp lại cho quý vị biết á, thì cái đoạn này thì nó cũng liên quan về cái điều này, đúng không? Là trong cái video ngày hôm nay. Thì trong cái đoạn chính á, vì thế này, quý vị tuyệt đối đừng có vi phạm tội ngoại tình. Quý vị tuyệt đối đừng giết. Quý vị tuyệt đối đừng có ăn cắp và cướp đó. Quý vị tuyệt đối đừng làm một nhân chứng giả dối. Quý vị tuyệt đối đừng có tham lam, nghĩa là đừng tham lam, tham muốn đó, đúng không? Và nếu còn bất cứ cái lệnh khác thì nó đã được phân tích và giải thích ngắn gọn lại trong cái lời nói này. Đa phần quý vị phải nhất định yêu thương hàng xóm như là bản thân mình, đúng không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn thực sự chia sẻ với quý vị đó. Đó. Thì trước khi tôi tiếp tục với cái phần sau, nói khát nước đầy xíu. Thì trong cái quyển sách Roma đó, trong cái quyển sách Roma chương 7 này, đoạn 7 này, chúng ta nhất định nói cái gì sau đó, phải không? Thì cái luật của tội lỗi, thì cái luật có tội lỗi không? Đó. Thì trong cái đoạn 7 tôi xin đọc lại một lần nữa nha, tại vì tôi đọc nhầm. Thì trong cái Roma nha, Roma chương 7 đoạn 7 nha. Thì đoạn đoạn số 7 này. Chúng ta nhất định nói cái gì sau đó là một cái câu hỏi, đúng không? Thì cái luật có tội lỗi không? Là cái câu hỏi câu là một cái câu hỏi không? Là thì cái luật có tội lỗi không? Thì dặn he Chúa của chúng ta chúng ta mới nói là cấm, đúng không? Dặn hè cấm, đúng không? Không, tôi đã không biết tội lỗi hoặc là dục vọng, đúng không? Trừ ra cái luật đã nói quý vị tuyệt đối đừng có tham lam, đúng không? Thì quý vị đã rõ chưa? Thì tôi xin đọc lại một lần nữa để mà cho nó rõ ràng hơn cho quý vị, tại hồi nãy tôi cũng đọc 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 kiểu là đọc lầm một chút, phải không? Thì bây giờ tôi thay vì tôi giải thích nữa thì tôi chỉ đọc nguyên cái đoạn đó thôi, phải không? Đoạn số 7 này, chúng ta nhất định nói cái gì sau đó, phải không? Thì cái luật có tội lỗi không? Dạng he Chúa cấm, đúng không? Chúa cấm không, tôi đã không biết tội lỗi dục vọng, trừ ra cái luật đã nói quý vị tuyệt đối đừng có tham muốn hoặc tham lam, đúng không? Thì trong cái đoạn 7 này thì cái sự hoàn hảo của cái luật lệ của Chúa Cha chúng ta đó, đó. Thì nó rất là tuyệt vời, nó không có những cái điều xấu xa, độc ác, tàn nhẫn và ma quỷ, nó không có những cái điều ngu ngốc, bệnh hoạn, điên khùng và tào lao, phải không? Vì nó là cái sự hoàn hảo, đó là lý do tại sao
Ngài nói á, thì khi mà quý vị làm theo cái luật lệ á, có nghĩa là quý vị đã thực hiện cái luật lệ của Ngài, đúng không? Đặc biệt là cái lệnh thứ nhất, cái lệnh mà Ngài đã nói ra là phải yêu thương hàng xóm của mình như là bản thân, đúng không? Thì đó là lý do tại sao Ngài nói như vậy, vì cái luật lệ của Ngài á nó rất là tuyệt vời, đúng không? Đặc biệt là cái lệnh đó đó, đúng không? Là chúng ta có cái sự yêu thương cho hàng xóm, cho gia đình, cho dân tộc của chúng ta và cho những vị ngoại tộc, đúng không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn giải thích với quý vị một chút, đúng không? Thì với lại một điều mà tôi muốn còn thêm nữa, Chúa Cha của chúng ta đã gửi tôi hoặc cử tôi tới hoặc đến quý vị là để cho các quý vị có một con đường sống, đó à, hiểu không? Và đó là cái điều mà tôi muốn nêu ra cho quý vị, đúng không? Thì trong quyển sách Hebrew đó, chương 12 đoạn 6 đến 8, đúng không? Thì 6 đến đoạn 6 đến 8, tôi xin đọc này. Cho những ai mà Chúa Cha yêu thương ông ta, thì yêu thương ông ta kỷ luật hoặc là kiềm chế đó không, và trừng phạt mỗi con trai mà ông ta nhận, đúng không? Thì Ngài nói á, là cái những ai mà là con trai của Ngài á thì đều cũng bị kiểu là kiểm soát về kỷ luật, phải không? Thì có nghĩa là sao, phải có cái kỷ luật và có cái sự nguyên tắc, đúng không? Thì như chúng ta nói là cái nguyên tắc, đúng không? Thì những ai mà đại diện hoặc thay mặt là con trai của Chúa Cha thì đều phải có cái điểm này, cái phần này hoặc cái giá trị này, phải không? Là trong 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 đầu óc, trong cơ thể, trong cái tấm lòng của họ, đúng không? Và cả cái linh hồn của họ, phải không? Thì phải có cái sự kiềm chế và có cái sự khiêm tốn, đúng không? Đó. Thì đặc biệt là kỷ luật đó, đúng không? Và nguyên tắc đó, đúng không? Thì trong cái đoạn 7 thì tôi xin đọc á, nếu quý vị chịu đựng, đúng không? Kỷ luật, Chúa đối xử với quý vị như với những con trai, đúng không? Thấy chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Nhưng mà quý vị có cái kỷ luật và sống theo kỷ luật và có cái sự nguyên tắc á, thì quý vị sẽ được có cái sự yêu thương của Chúa Cha, đúng không? Thì tiếp theo á, vì cái con trai ông ta là sẽ như thế nào nếu mà cha không phạt, không trừng phạt, phải không? Nghĩa là trong cái phần này là một cái câu hỏi ạ, là thì ông ta, nghĩa là những con cái của quý vị hoặc những con trai của quý vị, phải không? Thì họ sẽ như là thế nào nếu mà chúng ta không trừng phạt những cái sai sót, những cái sự sai của họ, phải không? Những cái lỗi của họ, phải không? Và những cái sự tội lỗi của họ, phải không? Thì đặc biệt là những cái lỗi của họ, phải không? Thì chúng ta phải giúp họ hiểu được cái gì là tội, cái gì là lỗi, phải không? Để chúng ta có thể tránh xa cái sự tội lỗi và chúng ta có thể sửa đổi những cái lỗi của họ, phải không? Thì chúng ta phải hiểu được cái điều này thì chúng ta mới có thể giúp được những con cái của chúng ta không có phạm tội, phải không? Không có phạm tội và không nên có lỗi, phải không? Và nếu có lỗi với ai, với bất cứ vị nào thì hãy hãy làm hòa và hãy xin lỗi hãy xin lỗi vị nào đó, phải không? Mà chúng ta có lỗi với họ, phải không? Thì quý vị cũng biết đó, trong cái xã hội phương Tây á, thường thì người ta hay nói xin lỗi, phải không? Thì đó là một cái lý do, nguyên nhân là tại sao lỡ mà quý vị có lỗi á, thì
thì nó sẽ xóa đi không, thì chúng ta nói xin lỗi cho nó chắc ăn không? Cho dù đôi khi chúng ta cũng không có lỗi, nhưng mà lỡ chúng ta có lỗi thì nó sẽ xóa đi cái lỗi của chúng ta, biết không? Đó, thì một cái ví dụ à, thì như ngài đã nói á, thì nếu nếu mà chúng ta không trừng phạt những đứa con của chúng ta, đặc biệt là con trai nhé, hiểu không? Thì con gái thì tất nhiên cũng có rồi đó. Thì tôi đang nói cái phần này thì chủ yếu là con trai của chúng ta, phải không? Những vị nào có con trai thì con gái cũng đâu không có ngoại lệ gì đó, đúng không? Thì phải có cái sự hình phạt, đúng không? Thì cũng phải có cái kỷ luật và cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc là gì? Của Chúa chúng ta là gì? Thì cái nguyên tắc là gì? Thì cái đạo lý, cái luật lệ, cái tiêu chuẩn, thì nói một cách khác là đó là cái trình độ của Chúa Cha, đúng không? Hoặc là cái bằng cấp của Chúa Cha của chúng ta, phải không? Thì đó là cái cách chúng ta có thể kiểu là có thể nhận xét cái sự việc, hoặc là cái là chúng ta có thể phân biệt được, hoặc là cái là sao ta, đặc biệt là những vị mà làm chức tòa án á, thì họ phải biết là họ phải xét xử những vị có tội lỗi là như thế nào, đúng không? Thì ví dụ như vậy, đúng không? Thực ra thì họ không có quyền xét xử cái tội lỗi đâu. Thực ra thì họ chỉ có quyền xét những cái lỗi của chúng ta thôi, hiểu không? Thì còn về cái tội lỗi là do Chúa Cha của chúng ta Khải Bihamer thì mới có quyền làm cái điều đó thôi. Còn những vị đó thì những vị đó thì họ không có quyền đó đâu. Thì tôi chỉ nói là một cái ví dụ gì đó. Thì cái cách mà chúng ta có thể giải quyết một cái vấn đề gì đó, hoặc là làm hòa một cái sự trở ngại nào đó, không? Giả sử như quý vị có chuyện với hàng xóm của mình, hay là khi mà quý vị có cái chuyện này chuyện nọ với nhau á, thì làm sao mà chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề đó? Thì một cách mà chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề đó thì bằng cách là như thế nào? Thì chúng ta phải hiểu cái luật lệ của Ngài, cái luật lệ của Ngài và các cái lệnh của Ngài, đúng không? Thì chúng ta mới có thể giải quyết được, hoặc là thì làm hòa được, không? Thì ý là mục đích ở đây là chúng ta phải giải quyết cái sự trở ngại, đúng không? Những cái điều mà chúng ta có lỗi với nhau, thì đó là ý ý ý tôi nói là ở đây là như vậy, đúng không? Thì Chúa của chúng ta rất là vĩ đại, đúng không? Ngài đều có cái trình độ để mà chúng ta có thể giải quyết cái chuyện đó, đúng không? Thì tiếp theo tôi phải cố gắng làm cái chuyện này trong cái thời gian quy định, không? Còn không thì nó sẽ làm cho tôi mất nhiều thời gian lắm đó. Thì trong cái đoạn 8 á, thì cũng là một trong cái quyển sách Hebrew đó, đúng không? Thì nhưng nếu quý vị là không có cái sự nếu quý vị là không có cái sự kỷ luật, nếu quý vị không có cái sự kỷ luật, phải không? Hoặc trừng phạt, đúng không? Về ai tất cả vị mà tham gia đó, rồi thì quý vị là những đứa con không có cha, và không phải là những vị con trai, không? Thì ý ngài nói đây á, thì nếu mà chúng ta không có cái sự trừng phạt đó, hoặc là không có kỷ luật và nguyên tắc á, để mà dạy những con cái của chúng ta đó, đúng không? Là một cái ví dụ, không? Thì có nghĩa là chúng ta không phải là những vị con trai của Chúa Cha, phải không? Nếu chúng ta thực sự là những vị con trai của Chúa Cha thì chúng ta sẽ làm những cái điều này, chúng ta sẽ thực hiện những cái điều này là như thế nào? Thì nếu mà con cái của chúng ta sai thì chúng ta phải trừng phạt họ, chúng ta phải kỷ luật họ, phải không? Rồi phải phải giúp họ sống theo có cái sự nguyên tắc, phải không? Thì đó là cái ý ngài muốn nói như vậy. Nếu mà quý vị thực sự là con cái của Chúa Cha thì quý vị phải phải giữ vững cái nền tảng này, phải không? Cái đạo lý này, cái luật lệ này, cái tiêu chuẩn này và cái trình độ này, đúng không? Thì đó là cái ý ngài muốn nói ở đây. Rồi
thì như tôi đã nói á, đàn ông nào mà không có đạo lý, luật lệ, tiêu chuẩn và trình độ hoặc bằng cấp của chú cha thì những vị đó không phải là con cái của chú cha của chúng ta đâu, hiểu không? Vì những vị đó là con cái của ông ma quỷ đó, hiểu không? Thì đó là cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị biết, đúng không? Rồi tiếp theo nữa này, tôi còn có 5 phút nữa thôi. Thêm nữa này, trong cái đoạn chính này, thấy không? Thì trong cái quyển sách Hebrew đó, phải không? Hebrew 12 chương 6 đến 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 8 tôi nói đó, nhưng mà tôi cộng thêm cái đoạn chính này. Thì quý vị có thể đọc nguyên cái quyển nguyên cái phần đó, đúng không? Tại vì nó nói nguyên cái phần đó, nó đều nói những cái điều hợp lý, phải không? Rất là cực kỳ hợp lý cho chúng ta, phải không? Cái cách mà quý vị có thể dạy dỗ con cái của mình, phải không? Thì thêm nữa, chúng ta đã có những vị cha bằng xương máu thịt mà đã điều chỉnh chúng ta, và chúng ta đã cho họ kính trọng, phải không? Chúng ta đã cho họ cái sự kính trọng đó, phải không? Mà hoặc bộ chúng ta không muốn ở dưới hoặc trong bàn tay của cái cha, bàn tay của cái cha của những linh hồn và sống. Thì đó là cái câu hỏi. Thì ý ngài muốn nói đó thì chỉ đơn giản thôi. Thì bộ chúng ta không muốn sống trong cái sự bảo vệ của ngài à, nghĩa là trong cái bàn tay của ngài à, trong cái sự chinh phục của ngài, hoặc cái sự khuất phục của ngài à, của Chúa Cha. Thì ý là ngài chỉ nói như vậy không? Thì khi chúng ta sống trong cái dưới bàn tay của Chúa Cha á, thì qua những cái đạo lý, cái luật lệ, cái tiêu chuẩn và cái trình độ của ngài á, không, hoặc là mình cách nói một cách khác là cái đạo lý, cái sự thật của ngài, không, đúng không? Thì đó là cái ý ngài muốn nói, là nếu mà chúng ta làm theo như vậy á, sống theo như vậy thì chúng ta mới có được cái sự sống, không? Thì ý cái phần đoạn này nó chỉ nói là như vậy thôi, nên đừng có phức tạp hoặc để cho bất cứ ai lừa quý vị đâu, đúng không? Thì tuy nhiên thì như những cái chuyện này á, chỉ là cái sự hợp lý thôi, đúng không? Chỉ là cái sự hợp lý thôi thôi mà quý vị, vì chúng ta đều có cái đầu óc, không, cái trái tim, cái cơ thể, không, và cái linh hồn. Thì những cái điều này cũng đã cho chúng ta hiểu hoặc chúng ta biết á, là khi mà chúng ta sai á, khi chúng ta đúng á, thì chúng ta đều biết hết. Vì sao? Thì qua cái sự thông minh của cái cơ thể của chúng ta, phải không? Qua cái trái tim, qua cái đầu óc, qua cả cái linh hồn của chúng ta, phải không? Thì như tôi nói, qua cái trái tim, qua cái đầu óc, qua cái thể xác và qua cả cái linh hồn của chúng ta, biết không? Cho nên chúng ta có thể biết được, nhận xét được hoặc nhận ra được khi nào chúng ta sai và khi nào chúng ta đúng, phải không? Vì đó là cái nghĩa là cái bản đồ, phải không? Và cái GPS, phải không? Cái GPS của chúng ta, phải không? Để chúng ta có thể phân biệt được cái gì là sai, cái gì là đúng, hoặc cái gì là tội lỗi, hoặc cái gì là cái sự ngay thẳng, tốt đẹp, trung thành, vân vân, phải không? Thì đó là một cách mà chúng ta có thể phân biệt được, đúng không? Thì ý là ngài chỉ muốn nói như vậy thôi. Nếu mà chúng ta có cái sự tội lỗi nhiều quá thì chúng ta không có phân biệt được cái điều đó, phải không? Tại vì cái tội lỗi đó nó che chở chúng ta từ cái sự thật, phải không? Từ cái sự hợp lý, phải không, của Chúa Cha, phải không? Thì đó là lý do tại sao nhiều vị ngoài kia sẽ có chuyện sẽ tự ái tôi khi mà tôi chia sẻ những cái điều này với quý vị, biết không? Là tại vì cái tội lỗi nó đã làm như vậy, phải không? Nên họ vẫn chưa có hiểu. Nhưng vì đó thì phải cần bắp tem rồi đó. Thì trong tiếng con trâu he là nir, nghĩa là bồ mì blagits, nghĩa là nir nirika đó, không, để mà xúc cá đó, không. Thì cái luật lệ của ngài á, cái đạo lý, cái luật lệ, cái tiêu chuẩn và cái trình độ của ngài và cái bằng cấp của ngài á, là cái nir của chúng ta đó, cái nir để xúc cá. Thì trường hợp này á, là cái nir để chúng ta có thể phân biệt được cái gì là cái gì là
cái gì là sự thật, cái gì là giả dối phải không, cái gì là tội lỗi, cái gì là ngay thẳng đúng không, tốt đẹp phải không, thì đó là cái cách mà chúng ta phân biệt được phải không, nó chỉ là như vậy thôi đúng không. À thêm nữa, trước khi thời gian nó sẽ hết á, và đừng bao giờ quên là dạng Chris, Chúa Chris của chúng ta từng chỉ là một vị đàn ông bình thường như chúng ta mà thôi, đúng không? Vậy nên đừng để bọn ngoại tộc kia lừa quý vị với những cái sự giả dối, nói dối, gian dối, giả dối và lừa đảo, phải không? Giả sử như vậy là ông cha hay là mục sư hay thầy này, thầy nọ vân vân. Không cần thiết đâu. Đừng có quên, ngài cũng chỉ là một vị thợ mộc, đúng không? Vậy thôi.